Đấy. Hôm nay Ông ơi, đã ăn kẹo là Duy học giỏi Nên là Duy Duy Cô giáo đưa kẹo cho Duy để Duy ăn Trời ơi, giỏi hả? vì sao đi học giỏi, Đi học giỏi như thế nào? À Duy à, học giỏi nha Là sao đi làm được cái gì mà đi làm giỏi? Chữ, quá số Ôi trời ơi, giỏi vậy hả? Rồi dạ. đi còn làm cái gì nữa? Dạ, rồi sao không có các bạn nữa Ủa đi chơi với bạn gì? Bạn nào? Uhm. Bạn mới Bạn mới tên là gì? Là Yuna Rồi à? bạn gì nữa? Bạn Harry Bạn Harry hả? Thế hôm nay đi chơi trò gì với các bạn? Chơi trò là... Nhảy Nhảy lại Nhảy qua nhảy lại luôn hả? Yeah. Trời ơi <laughs>